Chiến lược giao dịch ngày 13 tháng 3 năm 2023, như vậy đóng cửa phiên ngày 10 tháng 3, VN Index giảm gần 3 điểm với thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận là khoảng gần 8.000 tỷ. Tôi đánh giá phiên thứ 6 là một phiên tương đối tốt bởi vì trước đó thị trường chứng khoán Mỹ giảm rất là sâu ở đêm ngày thứ 5. Thế thì nhà đầu tư nước ngoài là có một cái phiên mua ròng thứ tư liên tiếp và giá trị mua ròng tăng lên đến 421 tỷ trên sàn đô đã khiến cho VN Index trong phiên cũng chỉ điều chỉnh nhẹ, như chúng ta thấy là chỉ điều chỉnh nhẹ và giao dịch quanh đến ngưỡng Fibo 0.5 vùng 1053, không về đến cái đường 20 khu vực 1037. Điều này thể hiện đà của thị trường mạnh cộng với việc là sức mạnh thị trường chung và sức mạnh VN30 duy trì trạng thái mạnh dần, tỷ suất sinh lời bình quân một tuần theo thanh khoản toàn bộ thị trường vẫn dương 3,9%. Thì tôi nghĩ là có thể là đầu phiên thứ hai mà vẫn có cái tín hiệu là đi ngang tích lũy, nhưng sau đó thì tôi nghĩ là sẽ tăng tiếp đấy, và hướng đến cái giá mục tiêu của VN Index thì tôi kỳ vọng vẫn lên đến khu vực ít nhất là 1070 đấy, chúng ta có thể canh tranh thủ phiên thứ hai nếu mà có cái nhúng về quanh khu vực 1045 đến 1050 để chúng ta gia tăng thêm cái tỷ trọng cổ phiếu. Đối với giao dịch phái sinh T0 thì chúng ta thấy là chỉ số VN30 F1M theo khung ngày thì ngày hôm thứ 6 cũng có phiên về sát, có những lúc về sát đến cái ngưỡng đường 20, nhưng đến gần cuối phiên là đóng cửa lấy lại trở lại cái ngưỡng hỗ trợ khu vực Fibo 0.618 vùng 1044. Như vậy cái ngưỡng hỗ trợ ở vùng 1044 có vẻ tương đối vững vàng. Đấy, chúng ta quan sát thêm đầu phiên thứ hai nữa. Đấy, nếu mà vùng này không xuyên thủng được thì tôi nghĩ là cái vùng quanh 1045 chúng ta có thể canh lo. Đấy, và cái giá mục tiêu thì tôi nghĩ là vùng canh sọt bây giờ vẫn là Fibo 0.5 vùng 1064.